Chương trình tin tức thời sự hôm nay với luật sư Trần Quý Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì có thể nói mấy hôm nay, đặc biệt là từ hôm thứ ba tại đảo Maui ở phía bắc của Hawaii thì đã có những cơn cháy khủng khiếp khốc liệt thưa quý vị. Trên màn hình thì quý vị thấy là có ba nơi bị cháy một cách tưng bừng khói lửa là Haina, Kihi, Up Country thưa quý vị. Ba nơi này thì có thể nói là đang bị cháy rừng hết sức dữ dội. Và con số người chết hiện nay đã lên tới hơn 55 người chết thưa quý vị. Và cơ quan khí tượng thủy văn nói rằng là tình trạng cháy sẽ còn bị tiếp diễn. Lực lượng cứu hỏa coi như đã bất lực thưa quý vị. Nói chung là chưa biết cách thế nào để mà dập tắt đám cháy khủng khiếp này. Và nguyên nhân, nguyên do thì người ta chưa biết là tại sao có tới 3 đám cháy cùng lúc thưa quý vị. Có nhiều giả thuyết đang được ghi nhận, nghi ngờ. Nhưng chưa có xác quyết, chưa có rõ ràng. Theo cơ quan của cứu hỏa, cứu lửa, chữa lửa thì họ nói rằng là do cái cơn bão Hurricane Dora đã làm tăng cái sức gió, và từ cái sức gió thổi từ phía nam của Maui đã làm cho lửa càng cháy mãnh liệt thưa quý vị. Nói chung là chạy như vịt, người dân những cái khu phố mà bị cháy rất nhanh, cháy một cách tan hoang tàn bạo, cháy giống như lửa địa ngục thưa quý vị. Và trên màn hình thì quý vị thấy đây là không ảnh từ trên không cho thấy là cháy rất là dữ dội. Và xin nhắc lại con số người chết, chết cháy, chết thui, chết bị bỏng, vân vân, lên tới hơn 55 người chết. Và rất nhiều người đã phải nhảy xuống sông, xuống biển, xuống nước để mà tránh chết cháy thưa quý vị. Có thể nói rằng tình cảnh hết sức bi thảm, bi thương ở ba nơi đó. Và bên phía lực lượng chữa cháy thì họ nói rằng đây là cái cơn cháy rừng, cháy nhà lớn nhất trong hơn hàng trăm năm qua tại Maui thưa quý vị. Chưa bao giờ mà cháy một cách tàn bạo như thế. Và quý vị thấy là thành phố Lahaina nằm ngay kế bờ biển, cho nên người dân ở những khu cháy thì họ chạy ra biển để họ nhảy xuống để tránh bị chết cháy. Thì cơn lửa tàn bạo này đang tàn phá Maui và chưa biết khi nào thì có thể dập được, có thể chữa cháy được, có thể tàn lụi. Vì với cái sức gió của một cơn bão Hurricane Dora thì dường như là nó càng gia tăng sức mạnh và nó càng gây thiệt hại rất lớn. Ở Hoa Kỳ này nếu muốn mà chống cháy lan thì người ta có một cái kỹ thuật, nhưng mà đây là kỹ thuật của nhà giàu thưa quý vị. Đó là xung quanh mỗi nhà thì họ làm tường bằng đá hoặc bằng gạch hoặc bằng xi măng, những cái chất không cháy. Thì khi một cái nhà bị cháy thì nó không có lan qua nhà hàng xóm. Nhưng điều đó chỉ áp dụng cho những khu nhà giàu. Còn trên thực tế thì nhà ở Mỹ, rất nhiều nhà được làm bằng gỗ, gỗ đủ loại thưa quý vị, gỗ thông, gỗ sồi, gỗ ốc, đủ loại hết, đủ loại gỗ, loại gỗ ván ép vân vân. Cho nên khi cháy thì cháy rất là nhanh. Còn về cái lực lượng mà cứu hỏa thì mỗi trạm cứu hỏa số người cũng có hạn, số xe cứu hỏa cũng có hạn, và lượng nước trên mỗi xe cứu hỏa cũng có hạn thưa quý vị. Còn lực lượng chữa cháy từ trên không như máy bay thủy phi cơ thì cũng có hạn thưa quý vị, sức người có hạn. Như quý vị thấy trên màn hình, ở bên trái là mọi những cái căn nhà trước khi bị cháy.
Có thể nói đây là những cái hình ảnh tươi đẹp trước khi bị cháy. Và như quý vị thấy trên màn hình là họ có xây những bức tường đá như tôi vừa nói. Quý vị thấy là ở trước cửa rồi bên hông nhà là những bức tường bằng đá mà bề ngang nó lên tới nửa mét hơn, thưa quý vị, bề cao cũng hơn nửa mét. Nhưng mà khi cháy thì cũng cháy tan hoang, tại vì không phải nhà giàu nào cũng làm cái bức tường đá để ngăn lửa như thế, thưa quý vị. Và trên màn hình thì quý vị thấy đây là một cái ngôi nhà thờ từ cái thời mà 1800 mấy, được xây dựng bởi những người mà đến hành đạo Thiên Chúa đầu tiên ở Hawaii, ở Maui, thưa quý vị. Và quý vị thấy là lửa cháy rất lớn rực trời, và nhìn những cái ngọn cây dừa thì thấy gió rất mạnh nghiêng về một phía, thưa quý vị. Cho nên là lực bất tòng tâm, không có cách gì cứu chữa, giống như là nhỏ vài giọt nước vào cái đám cháy khủng khiếp này. Và bây giờ con số người chết có thể lên cao hơn 55 người chết, chưa biết khi nào dừng lại. Cháy liên miên liên tục 4 ngày qua, xin nhắc lại là từ ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, hôm nay là thứ sáu, thưa quý vị. Những cái hình ảnh phố phường tươi đẹp như quý vị thấy trên màn hình cũng đã bị cháy, thưa quý vị. Những cái phố như bên trái quý vị thấy là sát liền kề nhau, cho nên mà vô phước cháy vài căn rồi gió nó thổi thốc lên thì sẽ cháy lan. Và khi đã cháy lan thì cái lửa nó rất mạnh và cháy lan tiếp, thần lửa thần hỏa viếng thăm là hết sức khủng khiếp. Như quý vị thấy ở bên tay phải cái ngôi nhà mà quý vị thấy là có tường đá thì chắc chắn sẽ được bảo vệ, tránh được lửa, nhưng những cái ngôi nhà ở phía xa xa sát liền kề nhau thì không có bức tường đá nào mà chặn lại. Và đây là những cái hình ảnh trước khi bị cháy. Và trên màn hình quý vị thấy đây là hình ảnh bắt đầu bị cháy, thưa quý vị. Nói chung là lửa nổi lên, và điều ngạc nhiên là người ta vẫn chưa xác định được, hoặc là chưa muốn xác định được là vì sao mà có cùng lúc ba ngọn lửa bừng lên. Và quý vị thấy là gió thì nó rất mạnh, lá cây rụng đầy ở dưới đường, người dân thì chạy ra đường là hốt hoảng, còn không thấy lính cứu hỏa đâu cả, trên thường với quý vị. Và đây là cái thành phố Lahaina, một trong ba thành phố đang bị cháy hết sức tan hoang, vô phương cứu chữa trong cái thời điểm này, xin thưa vậy là như vậy. Lực lượng cứu hỏa, cứu chữa, sở cứu hỏa chữa lửa thì rất eo uột nhỏ giọt, và có thể nói là trận cháy kinh hoàng này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến với du lịch, thưa quý vị. Vì được tin là phi trường gần đó đã đóng cửa và khói thì ra mù mịt dày đặc, chưa có cái cách gì mà giải tỏa được khói độc lởn vởn bay lanh quanh ở trên bầu trời của Maui, thưa quý vị. Nói chung là thiên tai thì không ai tránh khỏi. Cái này thì cũng có thể có một phần của nhân tai, do chuẩn bị chữa lửa yếu kém, ngân sách eo uột, rồi ý thức con người thì không dập lửa ngay từ lúc đầu, nhưng mà để nó cháy lan ra là thua, thưa quý vị. Thì đây là cái câu chuyện mà đang hết sức nóng bỏng ở Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với cái ngành du lịch đến Hawaii đang bị ảnh hưởng trầm trọng, nhiều chuyến bay đã phải hủy bỏ vì họ rất sợ là bị cháy lan, thưa quý vị, rồi bị khói độc, bị đủ thứ. Rồi đi tới một cái chỗ mà không vui, cứ nghe tin tức cháy rồi người chết, chết cháy rồi cháy, trong cái tâm trạng rất bất an, bất ổn. Thì đây là câu chuyện mới nhất ở nước Mỹ.
Xin chào quý vị.